Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữa quyển để kiểm tra tiếng Việt lớp 5 học kỳ 1 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa đề kiểm tra giữa kỳ số 3. Phần đầu tiên sẽ là phần kiểm tra đọc. Trong phần kiểm tra đọc này thì chúng ta sẽ gồm có hai phần chính. Phần đầu tiên sẽ là phần đọc thành tiếng và phần thứ hai là phần đọc hiểu. Cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa lần lượt từng phần một. Phần đầu tiên sẽ là phần đọc thành tiếng. Các em sẽ đọc bài thơ Tuổi Ngựa trong sách giáo khoa trang 18. Sau đó các em sẽ đi trả lời câu hỏi, kể lại hành trình của chú ngựa con theo trí tưởng tượng của bạn nhỏ. Và với câu hỏi này thì cô sẽ có câu trả lời gợi ý như sau. Là hành trình của chú ngựa con theo trí tưởng tượng của bạn nhỏ. Đầu tiên là chú ngựa đã đi qua miền đất Trung Du này, qua vùng đất đỏ, qua vùng đại ngàn mấp mô triền đá. Và chú ngựa đã thấy những cánh đồng hoa đầy màu trắng, mùi hoa huệ ngọt ngào này, đồng hoa cúc. Và chú ngựa cảm thấy luôn nhớ và yêu mẹ dù có đi tới rừng hay tới biển nào đi chăng nữa. Thì đây chính là hành trình của chú ngựa con theo trí tưởng tượng của bạn nhỏ. Như vậy để hoàn thành được phần đọc thành tiếng này thì đầu tiên các em sẽ phải đọc thật là kỹ bài thơ Tuổi Ngựa, sau đó các em sẽ dựa vào phần gợi ý của cô để chúng ta trả lời được câu hỏi trong phần đọc thành tiếng này các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 là phần đọc hiểu. Trong phần đọc hiểu này thì các em sẽ lắng nghe cô đọc bài đọc, bài học với sự giúp đỡ. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để cùng nhau đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc bài đọc một lần. Bài đọc, bài học về sự giúp đỡ. Trong một ngôi làng nhỏ bên sườn núi, có hai ông bà sống cùng hai người cháu tên là Linh và Minh. Tuy sống trong cảnh nghèo khổ, còn nhiều túng thiếu, nhưng ông bà vẫn luôn dạy dỗ hai người cháu của mình về tình thương và lòng biết ơn. Ngày nọ, có một người hàng xóm gần nhà gặp nạn, ông bà cụ đã không ngần ngại mời người đó vào nhà, mời đồ ăn và mời ngủ lại qua đêm. Khi người hàng xóm ấy đã được an toàn, Linh và Minh liền hỏi ông bà ơi, tại sao chúng ta phải giúp đỡ người khác ạ? Nghe câu hỏi của hai đứa cháu nhỏ, ông bà liền ngồi xuống và ôn tồn nói. Việc giúp đỡ người khác không chỉ là một hành động tốt, mà còn là một phần trách nhiệm của chúng ta đối với cộng đồng. Hãy luôn nhớ rằng sự đoàn kết và tình thương sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn hai cháu của ta ạ. Qua lời giải thích của ông bà, Linh và Minh hiểu được rằng việc giúp đỡ người khác không chỉ mang lại hạnh phúc cho bản thân mình mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. Bài đọc của tác giả Hồng Thư. Sau khi các em đã lắng nghe cô đọc xong bài đọc, bài học về sự giúp đỡ rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới các em nhé. Câu hỏi số 1. Ông bà luôn dạy dỗ Minh và Linh điều gì? A. Vì sự chăm chỉ chịu khó. B. Về sự thông minh và khôn khéo. C. Về tình thương và lòng biết ơn. D. Về sự vất vả khó khăn của ông bà. Như vậy, chúng ta thấy là câu chuyện bài học về sự giúp đỡ thì ông bà đã dạy cho Linh và Minh một điều, đó là cần phải học về tình thương và lòng biết ơn. Như vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 1 ở đây là ông bà luôn dạy Minh và Linh về tình thương và lòng biết ơn. Các em hãy khoanh tròn và đáp án C. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 2. Theo bài đọc, việc giúp đỡ người khác thể hiện điều gì? A. Một phần trách nhiệm của chúng ta đối với cộng đồng. B. Tình yêu thương giữa con người với con người. C. Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái. D. Tất cả đáp án trên đều đúng. Để trả lời được câu hỏi số 2 này thì cô và các em sẽ cùng quay trở lại nội dung bài đọc để tìm ra câu trả lời các em nhé. Việc giúp đỡ người khác không chỉ là một hành động tốt mà còn là một phần trách nhiệm của chúng ta đối với cộng đồng. Hãy luôn nhớ rằng sự đoàn kết và tình thương sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn hai cháu của ta ạ. Như vậy, theo bài đọc thì việc giúp đỡ người khác thể hiện là việc giúp đỡ người khác là một phần trách nhiệm của chúng ta đối với cộng đồng. Vậy thì chúng ta có thể hiểu là việc giúp đỡ người khác ở đây thể hiện một phần trách nhiệm của chúng ta đối với cộng đồng. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 2 ở đây chính là đáp án A. Giúp đỡ người khác là thể hiện một phần trách nhiệm của chúng ta đối với cộng đồng. Các em hãy khoanh tròn và đáp án A giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 3. Khi nghe ông bà nói, Linh và Minh đã hiểu ra điều gì? A. Việc giúp đỡ người khác góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. B. Việc giúp đỡ người khác sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. C. Việc giúp đỡ người khác thể hiện sự đoàn kết trong cộng đồng. D. Cả A và B đều đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát nội dung của bài đọc để tìm ra câu trả lời các em nhé.
Qua lời giải thích của ông bà, Linh và Minh như hiểu được rằng việc giúp đỡ người khác không chỉ mang lại hạnh phúc cho bản thân mình mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. Vậy thì qua lời giải thích của ông bà, điều đầu tiên Linh và Minh hiểu được đó là việc giúp đỡ người khác không chỉ sẽ mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Việc giúp đỡ người khác sẽ mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Thứ hai là góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. Như vậy là qua lời kể, qua lời giải thích của ông bà thì Linh và Minh đã hiểu được hai điều. Điều đầu tiên là việc giúp đỡ người khác sẽ mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Việc thứ hai là việc giúp đỡ người khác thì sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 3 ở đây chính là đáp án D, cả A và B đều đúng. A ở đây là việc giúp đỡ người khác góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. B là việc giúp đỡ người khác sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Thì chúng ta sẽ khoanh tròn và đáp án D là cả A và B đều đúng. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 4. Hãy đánh dấu tích vào câu văn có từ đánh mang nghĩa gốc, đánh dấu x vào câu văn có từ đánh mang nghĩa chuyển. Ở đây thì cô sẽ có 5 câu văn có từ đánh. Câu văn đầu tiên, câu số 1, Ngô Quyền đã đánh tan quân Nam Hán. Câu số 2, An rất thích đánh cờ tướng cùng ông nội. Câu số 3, anh em trong nhà không được đánh nhau. Câu số 4, ngôi nhà gỗ của ông Hoàng bị sét đánh cháy rụi. Câu số 5, trên thửa ruộng mẹ đang đánh luống để trồng khoai. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi phân tích 5 câu văn này để xem câu nào có từ đánh mang nghĩa gốc thì chúng ta sẽ đánh dấu tích, còn câu nào có từ đánh mang nghĩa chuyển thì chúng ta sẽ đánh dấu x. Câu đầu tiên, Ngô Quyền đã đánh tan quân Nam Hán. Vậy thì từ đánh ở trong câu này sẽ có nghĩa là làm cho kẻ địch bị tổn thương hoặc là hủy diệt bằng vũ khí hoặc là vũ lực. Vậy thì từ đánh trong câu này nó sẽ giống như là đánh giặc hay là đánh tan một quân giặc nào đấy. Vậy thì từ đánh ở trong câu văn này nó sẽ mang nghĩa chuyển. Còn từ đánh mà mang nghĩa gốc thì chúng ta nhớ là nghĩa gốc của từ đánh là làm cho đau hoặc là tổn thương bằng tác động của một lực nào đó lên cơ thể, thì cái từ đánh đấy nó sẽ mang nghĩa gốc. Còn từ đánh trong câu là Ngô Quyền đã đánh tan quân Nam Hán nó sẽ mang nghĩa chuyển, tức là làm kẻ địch bị tổn thất hoặc là bị hủy diệt bằng vũ khí hoặc là vũ lực nào đó. Vậy đối với câu số 1 thì từ đánh nó sẽ mang nghĩa chuyển thì chúng ta sẽ đánh dấu x vào câu số 1. Câu số 2, An rất thích đánh cờ tướng cùng ông nội, thì câu này cũng chắc chắn sẽ là nghĩa chuyển, vì chúng ta chỉ cần dựa vào nghĩa gốc để chúng ta phân tích thôi. Nghĩa gốc ở đây tức là chúng ta sẽ làm cho đau hoặc là tổn thương bằng một tác động, một vũ lực nào đấy lên cơ thể, thì cái này câu này là đánh cờ thì nó sẽ không mang nghĩa gốc, thì chắc chắn câu này nó sẽ mang nghĩa chuyển, thì chúng ta sẽ đánh dấu x vào câu số 2. Câu số 3, anh em trong nhà không được đánh nhau. Ở đây chúng ta thấy có từ đánh nhau. Đánh nhau tức là chúng ta đã làm đau hoặc là gây tổn thương lên một phần nào đó trên cơ thể bằng vũ lực. Vậy thì chắc chắn là từ đánh trong trường hợp này nó sẽ mang nghĩa gốc. Vậy thì chúng ta sẽ đánh dấu tích vào câu số 3. Câu này từ đánh nó sẽ mang nghĩa gốc, tức là chúng ta đang làm đau hoặc là tổn thương lên cơ thể bằng vũ lực. Câu số 4, ngôi nhà gỗ của ông Hoàng bị sét đánh cháy rụi. Tương tự với câu này thì là từ đánh ở đây, nó là sét đánh. Vậy thì theo như nghĩa gốc thì làm nghĩa gốc là làm cho đau hoặc là cho tổn thất bằng tác động của một vũ lực lên cơ thể. Ví dụ như là đánh cho mấy roi này, hay là bị sét đánh này, hay là giơ cao đánh khẽ, thì trong ba cái trường hợp này thì từ đánh nó sẽ mang nghĩa gốc. Vậy thì bị sét đánh ở đây, sét đánh cháy rụi thì nó sẽ, trong trường hợp này nó sẽ mang nghĩa gốc các em nhé. Vậy thì ở câu số 5 này, ngôi nhà gỗ của ông Hoàng bị sét đánh cháy rụi nó cũng sẽ mang nghĩa gốc. Vậy chúng ta sẽ đánh dấu tích vào câu số 4. Vậy thì các em thêm một lưu ý nữa là với trường hợp nghĩa gốc là chúng ta sẽ có các trường hợp như là đánh cho mấy roi này, hay là bị sét đánh này, hay là dơ cao đánh khẽ, thì nó đều thuộc về nghĩa gốc. Câu số 5, trên thửa ruộng mẹ đang đánh luống để trồng khoai, thì chắc chắn câu này nó sẽ là mang nghĩa chuyển rồi. Chúng ta sẽ đánh dấu x vào câu số 5. Như vậy ở trong câu 4 thì chúng ta sẽ có hai câu văn mang nghĩa gốc. Câu đầu tiên là anh em trong nhà không được đánh nhau. Câu số 2 là ngôi nhà gỗ của ông Hoàng bị sét đánh cháy rụi, thì hai câu này nó từ đánh nó sẽ mang nghĩa gốc, tức là làm cho đau hoặc là cho tổn thương bằng tác động của một lực lên cơ thể. Và chúng ta sẽ có ba trường hợp ví dụ cụ thể cho từ đánh mang nghĩa gốc là đánh cho mấy roi, hay là bị sét đánh, hay là giơ cao đánh khẽ, thì nó đều từ đánh trong ba trường hợp này nó đều mang nghĩa gốc các em nhé.
Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 5. Hãy chọn từ đồng nghĩa thích hợp trong khung rồi điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu văn sau. Cô sẽ có các từ đồng nghĩa như sau. Từ tưng bừng, sôi nổi và huyên náo, ở đây là ba từ đồng nghĩa. Thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ chọn trong ba từ này những từ có đồng nghĩa phù hợp để chúng ta điền vào chỗ trống trong câu A và câu B. Câu A, trong giờ học chúng em thảo luận nhóm rất. Thường thì trong giờ học thì chúng ta thường thảo luận nhóm rất sôi nổi. Vậy thì trong ba từ tưng bừng, sôi nổi và huyên náo thì chúng ta sẽ lựa chọn từ sôi nổi. Trong giờ học chúng em thảo luận nhóm rất sôi nổi. Câu B, không khí ngày khai trường thật tưng bừng, nhộn nhịp. Vậy thì ở ô trống số 2 chúng ta sẽ điền chọn từ tưng bừng. Sau khi chúng ta đã chọn được hai từ đồng nghĩa thì chúng ta đã có được hai câu văn hoàn chỉnh như sau. Câu văn đầu tiên, trong giờ học chúng em thảo luận nhóm rất sôi nổi. Câu văn số 2, không khí ngày khai trường thật tưng bừng, nhộn nhịp. Thì đây là câu trả lời cho câu hỏi số 5. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 6. Hãy tìm đại từ trong đoạn văn sau và cho biết đó là đại từ gì. Cô có đoạn văn như sau. Mặt trời vừa ló dạng, sẻ nhỏ đã tung tăng dạo chơi khắp khu vườn. Nó nhìn thấy hoa hồng ủ rũ ở một góc vườn, liền cất tiếng hỏi, sao bạn lại buồn? Tôi sợ mình bị héo khô vì thiếu nước, hoa hồng trả lời. Đừng sợ, tôi sẽ giúp bạn tươi tốt trở lại. Vậy ở đây chúng ta sẽ có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ phải đi tìm đại từ trong đoạn văn này. Sau đó chúng ta sẽ phân tích xem đại từ mà chúng ta vừa tìm được là đại từ gì. Vậy ở đây chúng ta sẽ đi phân tích từng câu văn một để tìm được đại từ. Mặt trời vừa ló dạng, sẻ nhỏ đã tung tăng dạo chơi khắp khu vườn. Nó nhìn thấy hoa hồng ủ rũ ở một góc vườn, liền cất tiếng hỏi. Ở đây cô sẽ có đại từ đầu tiên là đại từ nó. Nó ở đây chính là sẻ nhỏ. Sao bạn lại buồn? Ở đây cô sẽ có đại từ thứ hai là đại từ sao. Đại từ sao ở đây thì nó sẽ thuộc là đại từ nghi vấn, dùng để hỏi về nguyên nhân, lý do. Tôi sợ mình bị héo khô vì thiếu nước. Ở đây cô sẽ có đại từ tôi và đại từ mình. Đại từ tôi và đại từ mình ở đây là đang nói về bông hoa hồng, tức là đại từ xưng hô. Đừng sợ, tôi sẽ giúp bạn tươi tốt trở lại. Cô lại tiếp tục có đại từ tôi. Đại từ tôi ở đây sẽ là đại từ xưng hô, dùng để chỉ sẻ nhỏ. Như vậy ở trong đoạn văn ở câu số 6 chúng ta đã tìm được đại từ nó, đại từ sao, đại từ mình và đại từ tôi. Ở đây chúng ta thấy là đại từ nó này, đại từ tôi này, đại từ mình thì nó sẽ thuộc là đại từ xưng hô. Và đại từ sao ở đây nó sẽ thuộc là đại từ nghi vấn, là mục đích là để chỉ nguyên nhân hoặc là lý do dẫn đến cái sự việc đó. Đầu tiên chúng ta sẽ phân tích như sau. Là chúng ta sẽ tìm được ba đại từ là đại từ nó, đại từ tôi và đại từ mình. Đại từ nó này, đại từ tôi và đại từ mình. Ba đại từ này là thuộc nhóm đại từ xưng hô. Đại từ nó này và đại từ nó thì sẽ là chỉ sẻ nhỏ. Đại từ tôi ở đây là vừa chỉ sẻ nhỏ và vừa chỉ hoa hồng. Còn đại từ mình ở đây là chỉ hoa hồng. Vậy cả ba từ nó, tôi, mình là đều là đại từ xưng hô. Và đại từ cuối cùng là đại từ sao. Sao ở đây là đại từ nghi vấn. Đại từ nghi vấn thì dùng để chỉ nguyên nhân, lý do diễn ra sự việc, xảy ra sự việc. Như vậy là ở trong câu 6 chúng ta đã tìm được 4 đại từ nó, đại từ tôi, đại từ mình là đại từ xưng hô và đại từ sao là đại từ nghi vấn. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 7. Em hãy đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau. Cô có đoạn văn như sau. Trong vườn, bụi hồng nhung kiêu kỳ khoác lên mình bộ váy đỏ thẫm. Kế bên là cây 10 giờ đã ra hoa đỏ rực. Đẹp nhất là hoa mẫu đơn màu đỏ thắm. Vì có những loài hoa ấy mà khu vườn trở nên quyến rũ và thơm nồng nàn. Đoạn văn của tác giả Mai Nhung. Câu A, tìm và viết lại các từ đồng nghĩa có trong đoạn văn trên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm các từ đồng nghĩa có ở trong đoạn văn trên. Trong vườn, bụi hồng nhung kiêu kỳ khoác lên mình bộ váy đỏ thẫm. Cô sẽ có từ đỏ thẫm. Kế bên là cây 10 giờ đã ra hoa đỏ rực. Cô sẽ có từ đỏ rực đồng nghĩa với từ đỏ thẫm. Đẹp nhất là hoa mẫu đơn màu đỏ thắm. Vì có những loài hoa ấy mà khu vườn trở nên quyến rũ và thơm nồng nàn. Như vậy trong đoạn văn này cô sẽ có 3 từ chỉ màu sắc là những từ đồng nghĩa với nhau. Đó là đỏ thẫm, đỏ rực và đỏ thắm. Chúng ta sẽ tìm được 3 từ đồng nghĩa là đỏ thẫm, đỏ rực và đỏ thắm.
Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu B. Các từ đồng nghĩa tìm được có thể thay thế cho nhau được không và vì sao? Vậy thì ba từ đồng nghĩa đỏ thẫm, đỏ rực và đỏ thắm vừa tìm được thì có thể thay thế được cho nhau hay không? Thì câu trả lời ở đây là không thể thay thế được. Lý do mà không thể thay thế được bởi vì là mỗi từ thì sẽ chỉ một sắc độ màu đỏ khác nhau và nó là từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Do vậy mà nó không thể nào thay thế cho nhau được. Vậy thì cô sẽ có câu trả lời cho ý B như sau. Các từ đồng nghĩa tìm được không thay thế được cho nhau vì mỗi từ chỉ một sắc độ màu đỏ khác nhau và nó là từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được hai câu hỏi trong câu 7 này rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần kiểm tra viết. Phần 1 là phần chính tả nghe viết. Trong phần chính tả nghe viết này thì các em sẽ lắng nghe cô đọc đoạn trích Rừng Xanh của tác giả Linh Anh. Sau đó các em sẽ viết lại đoạn trích này vào trong vở bài tập của mình. Và khi viết thì các em lưu ý là viết đúng chính tả, viết thật là đẹp và sạch sẽ. Rừng Xanh, trích. Càng đi sâu vào khu rừng, không khí càng trở nên ẩm ướt và mát mẻ. Những cây cổ thụ già như tấm màn xanh che phủ ánh nắng mặt trời, tạo ra một bóng râm mờ ảo. Bài đọc của tác giả Linh Anh. Thì đây chính là phần chính tả nghe viết. Thì các em hãy nhớ viết lại đoạn trích này vào trong vở chính tả của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 là phần tập làm văn. Cô có đề bài như sau. Em hãy viết bài văn kể sáng tạo câu chuyện Thanh Âm của Gió. Vậy với đề bài này yêu cầu là chúng ta sẽ viết bài văn kể sáng tạo câu chuyện. Viết bài văn kể sáng tạo câu chuyện Thanh Âm của Gió. Vậy thì kể sáng tạo thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều cách. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện. Cách thứ hai là chúng ta sẽ thêm lời tả, lời kể cho câu chuyện. Và cách thứ ba là chúng ta sẽ thêm lời thoại cho câu chuyện để chúng ta kể lại câu chuyện Thanh Âm của Gió hay hơn và hấp dẫn hơn nhưng vẫn giữ được nội dung gốc của câu chuyện. Phần đầu tiên sẽ là phần mở bài. Phần mở bài là chúng ta sẽ giới thiệu câu chuyện Thanh Âm của Gió. Vậy thì khi giới thiệu câu chuyện chúng ta sẽ có rất nhiều cách. Nếu như chúng ta đóng vai là nhân vật, đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện đó thì bao giờ mở đầu chúng ta cũng sẽ có lời xin chào, giới thiệu mình là nhân vật nào, mình kể về câu chuyện nào. Và với câu chuyện Thanh Âm của Gió thì cô lấy ví dụ là cô sẽ đóng vai nhân vật là anh trai của bạn Bống để kể lại câu chuyện Thanh Âm của Gió thì cô sẽ có đoạn mở bài giới thiệu như sau. Xin chào các bạn, tôi là anh trai của Bống trong câu chuyện Thanh Âm của Gió. Hôm nay tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe về trải nghiệm của chúng tôi khi nghe thấy tiếng gió. Như vậy thì ngay ở phần mở bài là chúng ta đã biết được cách mà chúng ta kể sáng tạo câu chuyện này, đó là đóng vai nhân vật anh trai của Bống để kể lại câu chuyện. Tiếp theo đến phần thân bài. Đến phần thân bài thì chúng ta sẽ phải kể lại mở đầu của câu chuyện này, diễn biến của câu chuyện và kết thúc của câu chuyện. Mở đầu của câu chuyện: chúng tôi đi chăn trâu, ngày nào cũng qua con suối nhỏ, khung cảnh thiên nhiên ở đây rất đẹp. Và diễn biến của câu chuyện là em Bống đã phát hiện ra trò chơi bịt tai để nghe âm thanh của tiếng gió. Chúng tôi rất thích thú với trò chơi đó và mỗi lúc chúng tôi lại phát hiện ra một tiếng gió khác nhau. Thì đây là phần mở đầu và diễn biến của câu chuyện. Phần mở đầu và diễn biến của câu chuyện thì chúng ta sẽ kể tóm tắt làm sao để vẫn giữ được nội dung gốc của câu chuyện là được. Và phần quan trọng nhất trong phần kể sáng tạo câu chuyện đó là phần kết thúc của câu chuyện. Kết thúc của câu chuyện ở đây thì chúng ta đã sử dụng cách kể sáng tạo là thay đổi cách kết thúc của câu chuyện để câu chuyện trở nên hay hơn và hấp dẫn hơn. Tôi và Bống đã kể cho bố nghe và bố rất thích trò chơi ấy. Bố hẹn chúng tôi ngày mai dậy sớm chạy ra bờ suối nghe xem gió nói điều gì. Thế là chúng tôi tưởng tượng ra bao nhiêu tiếng gió mà bố có thể nghe được. Tiếng gió cứ lao sao đưa chúng tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thì đây chính là một kết thúc khác của câu chuyện. Tức là chúng ta đã thêm chi tiết để thay đổi kết thúc của câu chuyện nhưng vẫn giữ được cái nội dung gốc của câu chuyện. Và cuối cùng là phần kết bài. Trong phần viết bài là chúng ta sẽ nêu kết thúc của câu chuyện theo cảm nhận của nhân vật. Tức là mình đóng vai là nhân vật anh trai của bạn Bống để kể lại câu chuyện. Thì khi ở phần kết bài thì chúng ta phải nêu cái cảm nhận về anh trai của anh trai Bống về cái câu chuyện lắng nghe âm thanh của tiếng gió. Thì cô sẽ có phần kết bài như sau. Tôi thấy trò chơi bịt tai nghe tiếng gió thật thú vị. Đây là một minh chứng cho sức mạnh kỳ diệu của thế giới tự nhiên. Tiếng gió có thể mang đến cho con người những niềm vui bất ngờ, những bài học quý giá và giúp con người kết nối với nhau một cách sâu sắc hơn. Thì đây chính là cảm nhận của nhân vật anh trai Bống qua câu chuyện âm thanh của gió.
Như vậy là cô đã hướng dẫn các em phần gợi ý chi tiết để chúng ta có thể viết được một bài văn kể sáng tạo câu chuyện thanh âm của gió rồi. Thì với phần viết, phần chính tả và phần tập làm văn này thì các em hãy nhớ làm ra vở bài tập hoặc là ra giấy kiểm tra các em nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được đề kiểm tra giữa kỳ số 3 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại toàn bộ câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa đề kiểm tra giữa kỳ số 4. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.